Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với channel của mình. Mình là Nghĩa Lên, hiện tại thì mình rất muốn vợ mình để mà thực hiện một cái màn trôi tim. Thì anh em biết là trưa nào anh em nó cũng về nhà mình đó mà ăn cơm trưa và ngủ trưa các bạn. Đấy, nói chung thì đã quá giờ trưa rồi mà chưa có ăn nào dậy hết. Nên hôm nay vợ mình nó sẵn sàng, nó tặng cho các anh em trong team một bài hát. Đấy, rồi bây giờ mình nói rõ về bài hát. Ý là em tặng cho mấy đứa bài hát gì nhỉ? Giờ cũng biết hát bài gì đi nữa, giờ làm ông vui xe ra được không? Trời, anh muốn hát bài gì? Anh nghĩ em hát bài gì hay nhất à? Hát bài Tình Đông Phương ư? Tình Đông Phương đoàn đeo là gì? Anh ơi là, giờ dài này em biết hát Ồ Kiến Năm Chào không? Bà đâu biết đâu? Em nhí thôi. Đây là hát bài gì anh? Hát bây giờ hát cái bài gì mà cái đoạn nào mà nó mạnh lên xong rồi le chụp to lên đúng không? Xong anh chia cái lôi màu sắc của em. Rồi em cất giọng hát của em lên. Đó, đi buồn lỗ tai, đi chọc giận luôn. Em hát bài Em Yêu Anh hả? Cái bài gì dậu dậu vậy chứ, Em Yêu Anh vậy nha. Bài gì rất Sài Gòn hả? Tại tôi chúc mừng lên nhìn lên, coi cái bài gì. Chúc chết lên mẹ. Áo đó giờ anh chọn em bài rồi, chúc mừng vô đó là mình tiếp đều thực hiện clip nha. Bây giờ mình lấy gọi lên chọn trước đó, chứ vô lắm biết không. Anh làm điện thoại thoải mái. Anh coi tay gì mà cái đoạn nào mà nó mạnh lên. Ok, giờ nói chung mình đã chọn xem bài hát rồi. Lên
ơi, điếc tai chỗ nào? Mày hát là điếc tai. Đúng. Anh em ơi. Chết rồi, ông bị mình tan coi, ông chết rồi. Chết rồi, quá chà quá. Nó tay đều rồi. Đồ mẹ chỉ cất lỗ tay. Ông dùng nó cùng lỗ tay đúng không? Dạ. Ừ. Giờ tao có nghe đúng không? Ờ, à, đủ, ồ, tao có bê gì bê, đủ đi làm. Đừng có gửi ai đó. Ai vô, ai vô cho mẹ chú gửi đi. Mày chạy đâu phải, tao biết mày lên hát nhạc đâu mày. Tao mới điên giờ đây. Đồ. Mày vừa lấy cái gì hết rồi. Có bị mày đang luôn không? Sao? Ôi, tao bây giờ anh quát hát. Bây giờ mày đụng mày thế nó mới. Đủ ác quá, mày quay cho đủ ác. Chụp nó lại, anh chụp lên lại, tôi hút ai nó nghe. Nghe cùng nó đi, bỏ nó lên. Bỏ nó lên. Ủa gì vậy? Thêm vô. Vô. Đi vào đây nè đây. Alo, alo, alo. Alo, alo. Alo, alo. Không, không. Đồ không có chịu mẹ đâu. Mẹ nó đều mày nhịn, chịu không nổi. Đánh mẹ. Tao đủ không chọn nữa. Tao chạy làm gì nè, đủ mới làm nữa. Giờ đồ tay nó bùng bùng. Đồ. Cái câu dẻo không vừa nữa. Trời biết đâu ấy. Giọng đây chết đồ. Đồ mấy giọng đó tao dẻo em là chết tao luôn á. Chút xong nhịn có giọng hát bị dối dữ nhịn không? Sao chứ? Em hát hay lắm. Tao nghe cái này cho máu. Đánh mẹ. Ông chịu nấu không? Ông chịu nấu không? Ông chịu nấu không? Tụi mày tao quất gì em chịu nấu không? Coi vô đồ mày đừng bét giờ nhét lắm. Quất gì em chịu nấu không? Chịu nấu không? Dạ. Xin lỗi, xin lỗi. Băm nè mày. Hay quá à. Chưa đầu mẹ, chưa lấy nghe nhất cái đầu chịu nấu luôn. Tao giờ là nghỉ, anh em mình tập hợp làm clip nha. Các bạn, chúc mình nha. Ờ, nếu em thấy cái màn mình đánh thức team mình nó dạy này vui thú vị thì đỡ lại một like một đăng ký anh em. Ồ, vợ mình hát rào hồ nó vô thiệt luôn á. Mình hát còn hay không á. Yêu mình em được không? Vậy sao tôi mùa đông. You surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Hitting these voices inside to stay quiet.